Tôi ban sự sống đời đời cho chiên của tôi. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đó là lời Đức Giêsu tuyên bố với tất cả những ai nghe Người. Tại sao Chúa Giêsu lại mượn cái hình ảnh Chúa Giêsu là chủ chiên, còn tất cả chúng ta là đoàn chiên? Chúa Giêsu là mục tử, còn tất cả chúng ta là chiên của Ngài. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mục tử và đàn chiên là điều gì hết sức phổ biến đối với người Do Thái? Và Chúa Giêsu lấy chính hình ảnh mục tử và đàn chiên để diễn tả mối bận tâm của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là Chúa Giêsu ban sự sống đời đời cho tất cả chúng ta. Và một vị mục tử là người cho chăn chiên được sống đời đời. Và như vậy chúng ta thấy được rằng hình ảnh đó thật là giản dị, nhưng mà diễn tả đúng sứ mạng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tôi ban sự sống đời đời cho chiên của tôi là lời khẳng định của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta đang ở trong mùa phục sinh, chúng ta đang mừng việc Chúa chết và sống lại để đem ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại, cũng đồng nghĩa với việc Chúa Giêsu chết và sống lại đưa chúng ta vào cõi trường sinh. Cho nên Chúa Giêsu lấy hình ảnh người mục tử và đoàn chiên để diễn tả chính sứ mạng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nào chẳng phải Đức Giêsu xuống trần gian là thực thi sứ mạng cứu thế gian. Nào chẳng phải Chúa Giêsu đến trần gian là ban, là đem lại cho chúng ta sự sống đời đời hay sao? Quả thật là như vậy. Trong Tam Nhật Thánh và đặc biệt đêm vọng phục sinh cũng như ngày lễ phục sinh, chúng ta cảm nghiệm được tình thương Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúa Giêsu không gọi chúng ta là tôi tớ, Chúa Giêsu gọi chúng ta là bạn hữu. Và Chúa Giêsu đã hy sinh chính mạng sống của mình cho đến chết, và là chết trên cây thập tự giá, để rồi đưa tất cả chúng ta vào sự sống vĩnh cửu ở nơi Thiên Chúa. Ai trong chúng ta cũng cảm nghiệm được điều đó. Và khi nói đến đây, chúng ta thấy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta dễ hiểu Chúa Giêsu là người mục tử chăm sóc linh hồn chúng ta. Và nhiệm vụ và sứ mạng của Chúa Giêsu mục tử là đem tất cả chúng ta vào đồng cỏ, vào dòng suối trường sinh ở trong chính Thiên Chúa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta còn được gọi là lễ Chúa chiên lành. Chúa Giêsu là mục tử tốt lành, mục tử tốt lành với những đặc điểm: chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Người mục tử nhân lành, người mục tử trọn vẹn với đoàn chiên là biết từng con chiên và chính con chiên biết chủ của mình. Đó là nhiệm vụ cao cả mà Đức Giêsu Kitô đã lãnh lấy nơi mỗi người chúng ta để chăm sóc linh hồn chúng ta. Và chúng ta thấy trong sách Cải Huyền, trong bài đọc thứ hai ngày hôm nay, cũng là
một kiểu suy tư của Thánh Gioan. Tất cả một đoàn người đông đảo không thể đếm được và đã giặt áo mình trong máu con chiên, để rồi tất cả đoàn người đông đảo đó đạt tới sự sống vĩnh cửu. Chúa Giêsu chính là người đem tất cả đoàn người đông đảo như thế vào trong vương quốc của Ngài. Vậy kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Chiên Lành, nghĩa là Chúa Giêsu là mục tử tốt lành. Tất cả chúng ta được mời gọi đi theo Đức Giêsu Kitô, vì mục tử là một người phục vụ, là một người chăm sóc đoàn chiên của mình, thì mỗi người chúng ta theo phận vụ của mình cũng noi theo tình thương của Chúa Giêsu, có nghĩa là phục vụ. Anh chị em phục vụ chính gia đình của mình, anh chị em phục vụ những người cô thế cô thân, anh chị em chăm sóc những người già neo đơn, anh chị em chăm sóc những người bệnh tật, anh chị em chăm sóc những người kém may mắn hơn cả trong chính gia đình của mỗi người chúng ta. Hay anh chị em làm tròn vai trò trách nhiệm là vợ là chồng ở trong chính đời sống, đó là nhiệm vụ mục tử, là nhiệm vụ chăm sóc, là người chăm bẵm cho chính gia đình của mình, để rồi nhờ sự hy sinh, nhờ sự chăm nom, nhờ sự chăm sóc đó, gia đình của chúng ta mỗi ngày mỗi được củng cố, gia đình của mỗi ngày của mỗi người chúng ta ngày mỗi ngày có thêm nụ cười, có thêm niềm vui, để giúp cho các thành viên ở trong chính gia đình của mình được sống và sống hạnh phúc. Và đó cũng chính là những con chiên, và đồng thời cũng có nghĩa là nhiệm vụ mục tử, là nhiệm vụ chăm sóc của mỗi người chúng ta đối với anh chị em chúng ta. Và đó chính là điều tốt lành, phục vụ cho đến nỗi như là Chúa Giêsu đã bảo: tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, nghĩa là hai bên thấu hiểu, là vợ là chồng thấu hiểu nhau, là cha mẹ con cái thấu hiểu nhau, là cháu chắt đối với ông bà thấu hiểu nhau. Tôi biết nhu cầu của chồng tôi biết nhu cầu của vợ tôi biết được nhu cầu và ước muốn của con cái tôi, con cái cháu chắt biết được ước muốn của ông bà, và chúng ta làm vui lòng nhau trong Chúa Chiên Lành. Và đó cũng chính là điều mà Chúa Giêsu muốn chúng ta thực hiện ở trong chính cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay cũng là ngày cầu nguyện một cách đặc biệt cho ơn gọi linh mục và tu sĩ như là chúng tôi đây. Các linh mục và tu sĩ trở nên thừa tác của lời Thiên Chúa. Các linh mục và tu sĩ trở nên thừa tác của bí tích mà chính Chúa Giêsu trao ban cho Hội Thánh, để các linh mục là cánh tay nối dài của vị mục tử nhân lành là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, chăm sóc cho anh chị em mình được ơn cứu độ. Và như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cần rất nhiều những bạn trẻ, cả nam và nữ, hy sinh và quảng đại đối với Chúa, và đặc biệt là quảng đại đối với anh chị em mình, để rồi hiến thân cả cuộc đời của mình cho sứ mạng phục vụ anh chị em đồng loại của mình. Điều đó thật là khó khăn đối với thế hệ trẻ ngày hôm nay. Nhưng chúng ta cộng tác vào việc cổ võ ơn gọi bằng cách cầu nguyện cho có nhiều bạn trẻ mở rộng tấm lòng của mình, quảng đại với Chúa, quảng đại với Hội Thánh, quảng đại đối với anh chị em đồng loại của mình, để hy sinh hiến thân. Và điểm thứ hai, chúng ta cũng có thể đóng góp phần mình vào. Anh chị em thấy xung quanh nhà thờ ngày hôm nay đã đặt các thùng lạc quyên để kêu gọi sự trợ giúp của anh chị em cho chủng viện. Và
Sự quyên góp của chúng ta giúp đỡ chủng viện có cơ sở vật chất để đào tạo các chủng sinh trở nên những linh mục của Chúa. Và như vậy, một cách rất cụ thể, chúng ta có thể đóng góp phần mình trong việc cổ võ ơn gọi. Và điểm thứ ba chúng ta có thể làm được, đó là chúng ta khích lệ, khuyến khích con cháu của chúng ta là những bạn trẻ có ý hướng để dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì, để chính con cháu của chúng ta sẽ trở thành tu sĩ, sẽ trở thành linh mục, biết quảng đại và hiến thân cuộc đời của mình cho Chúa, cho giáo hội và cho tha nhân của mình. Chúng ta chú ý trong ngày hôm nay và trong suốt cả cuộc sống của chúng ta để chúng ta luôn luôn cổ võ cho có nhiều bạn trẻ đáp lại được tiếng Chúa gọi. Và như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay ngày lễ Chúa Chiên Lành, Chúa Giêsu Kitô là mục tử tốt lành. Ngài chăm sóc đoàn chiên và đưa tất cả chiên của Ngài là mỗi chúng ta đến đồng cỏ và dòng nước trường sinh để được ơn cứu độ. Chúng ta là những người vừa là chiên của Chúa, nhưng đồng thời Chúa cũng muốn chúng ta là mục tử, nghĩa là người chăm sóc anh chị em chúng ta. Và điểm thứ ba, kính thưa quý ông bà và anh chị em, thật ý nghĩa ngày hôm nay chúng ta có bổn phận cầu nguyện, cổ võ và đóng góp phần mình trong việc khuyến khích tất cả các bạn trẻ, nam nữ hiến thân cho Chúa trong đời sống tu trì, để chính những con người đấy được Chúa sai vào cánh đồng truyền giáo, công bố lời Chúa, ban phát các bí tích mà Thiên Chúa truyền cho tất cả chúng ta. Anh em hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và như thế là nước của Thiên Chúa hiển trị khắp nơi trên mặt địa cầu này. Xin Chúa Giêsu Kitô là vị mục tử nhân lành ban ơn và giúp cho mỗi người chúng ta ý thức được sứ điệp lời Chúa như vậy trong ngày hôm nay, để tất cả chúng ta sống và thực hành lời Chúa. Amen.